Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio Holic sách nói. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Hắc Bang, Đạo tình của tác giả Trung Ngọc. Kênh chúng mình vẫn còn nhiều thiếu sót, rất mong các bạn hoan hỉ bỏ qua và chúng mình trân trọng cảm ơn nếu nhận được bình luận góp ý của các bạn để phát triển kênh. Không làm mất thời gian mọi người, hãy cùng nhau khám phá câu chuyện thú vị này nhé. chương 51, con chip treo en đứng bên cạnh nhìn thấy cử động của phê định ra tay can thiệp nào ngờ phê hành động nhanh ly tâm còn phản ứng nhanh hơn treo en chưa kịp bước tới phê đã bị ly tâm giật gót chân ngã sóng xoài treo en bật cười ha hả vệ sĩ của phê yusi xông tới chỗ ly tâm nụ cười trên môi treo en tắt ngấm anh ta lập tức di chuyển đến bên ly tâm và ra tay nhanh như tia chớp tên vệ sĩ bị treo en kẹp chặt cổ họng và bị ném sang một bên. Ly Tâm phủi mông đứng dậy, VUC lúc này vẫn còn nằm trên mặt đất chưa kịp hoàn hồn. Ly Tâm không thèm để ý đến VUC, ngoảnh mặt cao có với treo en, anh làm ăn kiểu gì thế? Lẽ nào không nhìn thấy bà già này ức hiếp người hay sao? Vừa nói cô vừa đi qua người VUC, cô ý giẫm chân lên tay bà ta, khiến bà ta kêu gào thảm thiết. En tươi cười vui vẻ, xin lỗi, tôi cũng không biết chó điên đột nhiên nổi cơn. Anh ta vừa nói vừa đưa mắt về phía đám vệ sĩ của Phê Mặc dù chủ nhân bị mất mặt trước mọi người nhưng đám vệ sĩ tỏ ra e rè treo Nếu đã là chó điên thì sau này nên chú ý một chút, đừng cắn người bừa bãi trên đường. Tôi mà thấy sẽ báo cảnh sát đưa đến trung tâm tiêu hủy súc sinh có hại đó. Thật là, tự nhiên làm mất hết hứng dạo phố của tôi. Đi thôi, Ly Tâm tỏ vẻ không vui, nói một chàng giang đại hải với Cheo En rồi đi mất. Cheo En cười tươi đáp lời cô, đây là ý kiến hay. Nói xong anh ta quay sang nở nụ cười tao nhã với Phê Yêu Si, hy vọng bà hãy biết giữ thể diện, đừng để người ta đưa đến trung tâm tiêu hủy xúc sinh có hại, đừng làm mất mặt tôi đấy. Vừa nói Cheo En vừa cúi người chào Phê Yêu Si một cách lịch sự. Anh ta đảo mắt về chiếc xe hơi sang trọng màu đen rồi quay người đi theo ly tâm người của cheo en ở cách đó không xa vẫn giữ nguyên khoảng cách đi sau bảo vệ anh ta. "Feyuci, đi thôi." Người đàn ông đẹp trai ngồi trong chiếc xe đen sang trọng cất giọng nói quyến rũ với Feyuci. Bên ngoài xe, Feyuci vẫn chưa hết tức giận, gương mặt bà ta tỏa ra sát khí nồng nặc. Feyuci và cheo en đối đầu bao nhiêu năm nay, nhưng mỗi khi gặp nhau họ đều giữ sự khách khí. Hai người dù sao cũng là mẹ con mặc dù trong lòng căm ghét nhau nhưng không để lộ cho người ngoài thấy. Không ngờ hôm nay Treo En thể hiện sự bất kính với bà ta giữa chốn đông người, khiến bà ta trở tay không kịp. Phê si thở một hơi dài nặng nhọc, dõi theo Treo En và Ly Tâm đang dần khuất bóng bằng ánh mắt áp độc. Treo En mỗi khi ra ngoài đều đem nhiều thuộc hạ đi cùng. Đám thuộc hạ không lộ diện mà giấu thân ở nơi nào đó không ai biết. Đây cũng là nguyên nhân khiến Phê si không dám manh động. V.I.U.C. mở miệng nói hằn học, cho anh hống hách ngày hôm nay. Sau này đừng trách tôi không nể tình mẹ con. V.I.U.C. người đàn ông trong xe cất giọng lãnh đạm pha chút hết kiên nhẫn. vec liền hít một hơi dài, chỉnh đốn quần áo, lấy lại bộ dạng cao quý như lúc đầu từ tốn bước lên xe. Treo đi nhanh theo ly tâm, gương mặt anh ta không giấu vẻ hớn hở như trẻ con. Ly tâm nhìn thấy bất giác nhíu mày, anh vui lắm sao? Cheo En cười tươi, đúng vậy, hiếm khi gặp dịp có hành động ấu trĩ như vừa rồi, nhưng lại giúp tôi xả hết bực bội. Muốn không vui cũng khó. Ly Tâm lườm Cheo En, chuyện còn con đáng để anh vui đến vậy? Cheo En lắc đầu cười lớn. Bao nhiêu năm ngầm đọ sức với nhau, cả anh ta và Phê Si chỉ tìm cách sử dụng thế lực và thủ đoạn. Không ai nghĩ đến mấy trò trẻ con khiến đối phương bẽ mặt ở nơi công cộng như ngày hôm nay, bởi vì làm vậy sẽ khiến bản thân mất giá. Lý Tâm vừa xuất hiện đã khiến Phi Uc mất mặt trên đường phố, cảm giác này cũng không tồi. Lý Tâm liếc thấy chiếc xe chở Phi Uc đi xa, cô liền mở bàn tay, trên đó có một con chip nhỏ. Lý Tâm nhăn mặt hỏi Cheo En, đây là cái gì? Cheo En quay sang nhìn con chip, cô lấy đâu ra vậy? Con chip trên tay Lý Tâm rất nhỏ, chỉ bằng một móng tay ngon út, không hề gây sự chú ý. Nhưng đối với người quen thuộc mấy đầu công nghệ tiên tiến như Cheo En, Thứ càng nhỏ mới càng là tinh hoa. Trên đế giày của Fei Yuci, lúc Fei Yuci giẫm gót giày lên tay Ly Tâm, bàn tay vô cùng nhạy cảm của cô lập tức phát hiện gót giày của bà ta có vấn đề. Nhân lúc nắm gót giày kéo ngã Fei Yuci, con chip đã lọt vào tay Ly Tâm. Đôi mắt En đột nhiên sáng rực, anh ta ôm trầm lấy Ly Tâm, làm tốt lắm. Nói rồi anh ta kéo Ly Tâm chạy thật nhanh, đồng thời giơ tay lên cao ra hiểu. Ly Tâm không hiểu Cheo en tại sao tự nhiên kéo cô chạy như điên. Cô hét lên với anh ta, làm gì vậy, giữ phong độ một chút có được không? Vừa nói xong, Ly Tâm bị treo en đẩy lên một chiếc xe ô tô đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Chiếc ô tô phóng nhanh về tòa lâu đài. Ly Tâm tuy không dành về mấy thiết bị hiện đại nhất trên thế giới, nhưng nhìn bộ dạng mừng rỡ của treo en như anh ta vừa phát hiện ra lục địa mới, Ly Tâm biết thứ cô lấy được chắc chắn rất quan trọng, quan trọng đến mức cheo en vốn không dám động đến người cô bỗng dưng trở nên nhiệt tình hẳn. ngồi trên xe, ly tâm mặt nặng mày nhẹ không thèm nhìn cheo en. cô còn muốn đi dạo phố tiếp, kế hoạch ngày hôm nay vẫn chưa hoàn thành. tại trung tâm điều khiển mạng của mafia, cheo en kéo thẳng ly tâm vào trong rồi đưa con chip cho thuộc hạ phân giải. một loạt con số chạy trên màn hình sáu tính, nhanh đến mức khiến người xem hoa mắt. Lý tâm chăm chú theo dõi người đàn ông trẻ có gương mặt lạnh lùng ngồi trước máy sáu tính anh chàng này kỹ thuật không tồi ít ra giỏi hơn lập hộ hàng đến đâu rồi một giọng nói đột nhiên vang lên từ loa máy sáu tính treo en nhếch mép cười lạnh lùng khoanh tay ngồi xuống bên cạnh lắng nghe đang ở trên đường rồi chắc ngày kia sẽ tới giọng nói phụ nữ vang lên ly tâm ngồi xuống chiếc ghế ở đằng sau nhận ra đây là giọng của fayu si thấy vẻ mặt ngờ vực của ly tâm, Cheo en giải thích đây là thiết bị ghi âm mới nhất của năm nay. Thiết bị này chỉ sản xuất một lô nên không có nhiều người sử dụng. Đây là sản phẩm có hiệu quả ghi âm tốt nhất, tiện lợi nhất, độ bảo mật cao nhất. Chỉ có khách hàng mới biết mật mã thu âm. Rất may nhà sản xuất ra thiết bị ghi âm này chính là chúng tôi. Trường 52, buổi tụ họp hoành tráng. Ly Tâm nghe xong chỉ nhìn cao mày nhìn treo en mà không lên tiếng vòng vèo một hồi hóa ra đây là máy ghi âm bà già yêu si đó không biết thu lại cuộc trò chuyện với đối phương nhằm mục đích gì chẳng phải tự nhiên có lợi cho treo en ư chả trách treo en lại vui mừng đến như vậy tề ra đến italy rồi nhất định phải hết sức cẩn thận chúng ta không thể coi thường tề mặc tôi hiểu tề mặc biết là do tôi làm đi chăng nữa hắn không tìm thấy chương cư cũng chẳng làm gì được tôi mặc dù tề ra là lão đại nhưng phê yêu si tôi cũng không phải nhân vật tầm thường. Vô duyên vô cơ động đến tôi, tề ra chưa có sức mạnh lớn đến mức đó. Phê yêu si cất giọng vừa kiêu ngạo vừa tỏ vẻ hống hách. Ưm, ừ, không có chứng cứ đúng là không thể làm gì bà, nhưng không có nghĩa tề mặc sẽ để yên. Bà hãy cẩn thận đấy, thế này đi, bà hãy nhanh chóng bàn giao lô hàng cho bên mua. Mất lô hàng đó, xem bọn chúng sẽ ăn nói thế nào với phía Trung Đông vẫn là giọng nói lãnh đạm của người đàn ông. Phía Australia đã cử người đến nhận hàng rồi, tuyệt đối không xảy ra sơ suất. Nếu tể ra và thằng con trai ngoan ngoãn của tôi dám truy đuổi, sẽ có một món quà bất ngờ dành cho chúng. Australia, bà ta bán lô hàng sang Australia. Cứ thật, tại sao là Australia chứ? Gương mặt treo en lập tức biến sắc như khó tin vào sự thật vừa nghe thấy. Lý tâm liếc treo en bằng ánh mắt kỳ lạ nhưng không lên tiếng thắc mắc tại sao không thể là australia thế giới này chỉ cần nơi nào có con người tồn tại nơi đó có thể xảy ra chiến tranh vũ khí đều có đất dụng võ australia đâu phải là thiên đường đâu đến mức treo en phải kinh ngạc như vậy treo en tỏ ra kinh ngạc cũng chỉ trong một vài giây sau đó anh ta lấy lại vẻ mặt vô cảm nhanh chóng nối máy với tề mặc tề mục tiêu thay đổi rồi hàng đang được chuyển đến australia chắc là ngày kia sẽ rơi vào tay người mua chúng ta không còn nhiều thời gian nữa ban đầu treo en tưởng feiyu si bán lô hàng cho một người mua khác ở trung đông nên anh ta không bận tâm đến vấn đề thời gian càng không lo cho tề mặc tề mặc là nhà cung cấp vũ khi được hoan nghênh nhất ở trung đông lại có thế lực lớn ở đây chỉ cần hắn ngầm ra mặt sẽ nắm được tình hình mua bán và loại hàng hóa của cả khu vực nhưng không ngờ lô hàng lại được chuyển đi australia chưa cần tính đến chuyện tìm ra người mua chỉ riêng thời gian cũng là vấn đề rất khó giải quyết, nhất là khi tề mặc vẫn còn ở Trung Đông. Một loạt mệnh lệnh được truyền đi, Ly Tâm thấy vụ này không liên quan đến cô liền chuồn ra ngoài. Cô không có hứng thú với vũ khí, càng không có hứng thú đi tìm vũ khí. Dù sao cũng chẳng cần lo lắng cho đám tề mặc, cô chuẩn bị đi ăn cơm thì hơn. Bữa sáng không ăn, giờ Ly Tâm cảm thấy rất đói bụng. Cô và tôi cùng đi gặp tề, vẫn còn chưa ra khỏi cửa bàn tay của Cheo En đột nhiên đặt lên vai Ly Tâm, nhìn cô đứng lại. Ly Tâm quay đầu, tại sao? Tại sao tôi phải đi? Không đi, tề mặc có bắt tôi đi đâu. Biết nơi đó chẳng có gì hay ho đợi cô, Ly Tâm lập tức từ chối. Khó khăn lắm mới có dịp tề mặc không quản thúc cô, tội gì cô phải tự tìm ngược đãi Thấy Ly Tâm tỏ ra cương quyết, treo en gật gật đầu cô không đi. Tốt lắm, Si chắc không bao lâu nữa sẽ phát hiện bị mất con chip tôi không thể đoán ra bà ta sẽ có hành động gì tiếp theo. tôi sẽ điều tất cả những người tài giỏi của tổ chức đi giúp tề. cô muốn tiếp tục ở lại đây thì ở, nhưng tôi không thể bảo đảm vấn đề an toàn cho cô. đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở. người đâu, mau chuẩn bị máy bay. vừa nói, anh vừa xài bước rộng ra ngoài. ly tâm nghiến răng nhìn cheo en, cô lập tức đi nhanh theo anh ta. cheo en điều hết người sang australia để cô một mình ở lại đây chẳng phải muốn cô chết sớm hay sao? không cần nghĩ ngợi nhiều, ở bên cạnh tề mặc an toàn gấp nhiều lần so với một mình ở nơi này. tên cheo en này cũng đáng ghét y như tề mặc. một lúc sau, ly tâm trầm mặc ngồi trên chiếc máy bay quân dụng loại hình lớn, tốc độ nhanh nhất trên thế giới. không nhầm đấy chứ, giữa ban ngày ban mặt mà cheo en dám điều động cả máy bay quân dụng loại hình lớn. tên cheo en ác chiến thật, có thể sử dụng loại máy bay của chính phủ và quân đội. Thế giới này loạn thật rồi. Trước đây, ly tâm tưởng cuộc đời cô rất phong phú và kích thích. Nhưng kể từ khi gặp Tề Mặc, ly tâm cảm thấy cô như ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy bầu trời chật chật hẹp. Bây giờ cô mới biết thế nào là kịch tính thật sự. Ly tâm đưa mắt về phía khoang máy bay rộng lớn, trong đó xếp từng hòm từng hòm vũ khí mới, loại chỉ nhìn thấy trên truyền hình hoặc thậm chí chưa thấy bao giờ. Ký hiệu trên một số chiếc hòm chỉ ra, đó là vũ khí tiên tiến nhất trong đó có cả tên lửa. Ly Tâm chăm chú nhìn đống vũ khí, tề mặc nói không sai, nhà buôn vũ khí đúng là lão đại của giới hắc đảo. Tên lửa bắn ra từ chiếc máy bay này có thể hủy diệt bất cứ thành trì nào bên dưới. Quả thật không nên đắc tội với loại người như tề mặc và Cheo en. Chiếc máy bay cho ly tâm không hổ danh là máy bay nhanh nhất. Chỉ sau nửa ngày nó đã vượt qua hai lục địa Âu Á, bay đến vùng trời châu đại dương. Chiếc máy bay không phải đổ xuống sân bay mà một sân cỏ được tỉa cắt rất khéo giống như sân gôn. Trong bóng đêm có hai hàng đèn xe chiếu sáng tạo thành đường băng trắng trên sân. Máy bay của En từ từ đổ xuống đường băng do đèn xe tạo ra ở trung tâm sân bóng. Ly Tâm theo En bước xuống máy bay, cô lập tức nhìn thấy Kề Mặc diện bộ đồ complete màu đen đứng cách đó không xa. Cả người hắn và bóng đêm hợp thành một thể, mặc dù vậy từ hắn vẫn toát ra khí chất đặc biệt khiến bất cứ sinh vật nào cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn. Thấy tề mặc nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, ly tâm không thể tiếp tục giữ sự trầm mặc. Miệng cô hơi cong lên rồi nở nụ cười rạng rỡ với tề mặc, tề lão đại, không phải tôi muốn đến đây, mà là treo en bắt tôi đến. Anh đừng trách tôi không nghe lời anh đấy nhé. Đẩy treo en ra phía trước chắn làn gió lạnh là thượng sách của ly tâm lúc này. Tề mặc liếc treo en bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Treo sờ mũi nhìn ly tâm, ly tâm không thèm để ý đến treo en, đi ra sau tề mặc đứng im. Ai bảo treo en uy hiếp cô? Tề mặc không có bất cứ biểu hiện nào, hắn quay người vào trong xe. Ly tâm nhíu mày rồi đi theo hắn, treo kể từ lúc xuống máy bay giữ nguyên thái độ trầm mặc. Anh ta liền lên một chiếc xe khác đỗ ở gần đó. Ở đằng sau bọn họ, đám người đứng xếp hàng chờ sẵn sông về chiếc máy bay chuyển vũ khí xuống dưới. Lý Tâm trợn tròn mắt khi thấy một tốp khá đông bắt đầu tháo rỡ chiếc chiếc máy bay. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, chiếc máy bay chỉ còn lại nửa thân dưới ánh đèn nhấp nháy. Chương 53, cảnh sát. Đám tề mặc còn chưa kịp lên xe, từ xa có tiếng còi hụ cảnh sát dồn rập, đèn xe cảnh sát nhấp nháy hướng về phía bọn họ. Lý Tâm lập tức dừng bước quay đầu nhìn, trong khi đó, tề mặc và treo en không hề thay đổi sắc mặt, tiếp tục đi về phía xe ô tô của họ thấy ly tâm nhìn xe cảnh sát bằng ánh mắt kinh ngạc và đầy hiếu kỳ hoàng ưng lên tiếng nhắc nhở đi đi có gì đáng xem đâu chứ ly tâm đưa mắt về phía tề mặc hắn đã đứng ngay trước cửa xe đôi mắt nhìn cô lạnh lùng còn treo en ngồi vào chiếc xe bên cạnh ly tâm tiếp tục đi đến chỗ tề mặc vừa quay đầu nhìn đội xe cảnh sát đang lao tới không biết một hàng xe xuất hiện từ lúc nào chặn ngang đường không cho xe cảnh sát đi qua hồng ưng tiến lên phía trước đối phó với cảnh sát còn ở bên này đèn ô tô vẫn chiếu về phía chiếc máy bay đang được tháo rỡ một cách nhanh chóng đứng lại không được lên xe đứng lại ngay một người cảnh sát xuống xe bay qua hàng xe chắn đường lao về phía tề mặc anh ta vừa chạy vừa hét lớn ly tâm theo phản xạ đứng tránh sang một bên để người cảnh sát phi đến chỗ tề mặc mà không gặp bất cứ chướng ngại nào lúc này cô thật sự hiếu kỳ muốn chứng kiến cuộc đụng độ giữa nhà buôn vũ khí và cảnh sát đứng lại Nói mau, các anh đang làm gì ở đây? Máy bay đâu rồi? Chiếc máy bay quân dụng biến đi đâu rồi? Dáng người đàn ông cao lớn vụt qua chỗ ly tâm, lao thẳng về phía tề mặc. Tề mặc không hề để ý đến anh chàng cảnh sát, chỉ cau mày nhìn ly tâm. Ly tâm biết tề mặc nhìn ra ý đồ của cô, vì vậy cô cười giả là đồng thời bước về phía hắn. Cậu cảnh sát này, cậu đã dùng sai từ rồi. Đừng mở mắt đã ăn nói bậy bạ như vậy chứ. Lập hộ đứng bên cạnh tề mặc nở nụ cười dịu dàng. Có điều, ngữ khí lạnh lùng của anh ta không thích hợp với vẻ mặt ôn nhu kia. Lý tâm bước đến bên tề mặc, đưa mắt đánh giá người cảnh sát. Anh chàng này còn rất trẻ, chỉ tầm ngoài 20 là cùng. Anh ta có gương mặt khá baby. Lý tâm không khỏi cảm thấy khâm phục người cảnh sát trẻ tuổi to gan dám hò hét ra lệnh tề lão đại. Anh chàng cảnh sát quay đầu về phía sân gôn. Lúc này, dưới ánh đèn xe chiếu sáng, chiếc máy bay biến mất toàn toàn chỉ còn lại khu đất trống. Ly Tâm cũng đưa mắt nhìn theo anh ta, cô giật mình khi không thấy bóng dáng chiếc máy bay. Từ lúc cô xuống máy bay đến giờ mới chỉ tầm 10 phút, chiếc máy bay quân dụng loại hình lớn bốc hơi ngay trước mắt. Ly Tâm cảm thấy cô như đang xem một bộ phim hành động gay cấn. Nói đi, các anh giấu chiếc máy bay đi đâu rồi? Kể từ lúc nó bay vào không phận của thành phố, chúng tôi đã theo dõi nó. Chúng tôi biết nó hạ cánh ở khu vực này, sao bây giờ lại không thấy đâu cả. Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi tức giận hét lớn với tề mặc. Lập hộ xa sầm mặt, cất giọng lạnh lùng, cậu có mắt để làm gì hả? Máy bay ở đâu ra? Lẽ nào chúng tôi cất giấu thứ đồ lớn như vậy? Cầm miệng ngay cho tôi. Một tên cảnh sát tép diêu dám xông vào nơi ở tư nhân của chúng tôi. Nếu cậu không có lệnh khám xét thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Tề mặc thấy ly tâm đến bên cạnh, chỉ liếc xéo người cảnh sát rồi lập tức lên xe loại cấp bậc như anh chàng cảnh sát này bình thường không có tư cách gặp hắn để ý đến anh ta chỉ tổ hạ thấp thân phận của hắn bây giờ hắn có việc quan trọng cần giải quyết không có tâm trạng bận tâm đến loại tôm tép kia anh chàng cảnh sát vừa giơ tay định tóm tề mặc vừa nạt nộ nói đi các anh rốt cuộc là ai mà dùng cả máy bay quân dụng chúng tôi phát hiện có hai máy bay quân dụng bay đến đây trong khi chúng tôi không nhận được bất cứ thông báo ngoại giao nào các anh là ai hả tôi cảnh cáo cậu hãy đem ra chứng cứ trước khi mở miệng chúng tôi không có thời gian chơi trò bắt cướp với cậu lập hộ ra tay nhanh như tia chớp anh ta chỉ bằng một động tác vặn tay đã khiến cổ tay của anh chàng cảnh sát trẻ tuổi bị chật khớp nếu không có lệnh khám xét thì biến khỏi nơi này cho tôi tiếp theo hành động của lập hộ hoàng ưng đứng đằng sau người cảnh sát trẻ tuổi túm lấy cổ áo anh chàng ném anh ta sang một bên tề mặc ngồi lên xe nhíu mày nhìn ly tâm đang mày theo dõi trò vui Lý tâm bị hoàng ưng đẩy mạnh quay người liền bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của tề mặc cô cười hi hi rồi lên xe ngồi xuống cạnh hắn tôi sẽ kiện các anh đánh cảnh sát các anh vì tiên sinh này đối với sự việc đột phát chúng tôi có tư cách hành động trước báo cáo sau bây giờ chúng tôi sẽ khám xét sân gôn của các anh nếu các anh ngăn cản chúng tôi sẽ bắt giữ các anh vì tội làm gián điệp và xâm nhập trái phép nếu các anh không cản trở thì hãy phối hợp với chúng tôi nếu không, chúng tôi sẽ bắt giữ các anh vì tội gây trở ngại cho cảnh sát, che giấu phần tử khả nghi. Anh chàng cảnh sát mặt baby còn chưa dứt lời, đằng sau đột nhiên truyền đến giọng nói đàn ông lạnh lùng. Ly Tâm nhìn ra ngoài cửa xe ô tô, thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi mặt mũi sáng sổ tinh anh vừa đỡ anh chàng baby đứng dậy vừa ngẩng đầu nhìn Hoàng ưng. Nếu các anh không tìm thấy thứ gì, các anh sẽ ăn nói thế nào với chúng tôi? Các anh đừng quên, các anh đã lục soát nơi này một lần rồi. Nếu lần này các anh vẫn không tìm ra thứ gì, dù các anh là người của Cục An ninh Quốc gia cũng đừng trách chúng tôi không nể mặt. Hồng ưng không biết đi tới từ lúc nào, cất giọng đanh thép. Nếu chúng tôi không tìm thấy thứ gì, chúng tôi sẽ... Không đợi người đàn ông nói hết câu, lập hộ ngồi ở vị trí tay lái lập tức nổ máy phóng xe đi mất, bỏ lại đám cảnh sát và hồng ưng ở phía sau. Lý tâm thấy vậy nhăn mặt, đây mới thực sự là hành động ngạo mạn. Mấy chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà cách đó không xa. Cheo en không đợi tề mặc lên tiếng, lập tức phát lại toàn bộ nội dung cuộc đối thoại của phê UC. Tề mặc nghe xong nhíu mày, im lặng nhìn ly tâm. Trường 54, giáo huấn hay là quan tâm. Ly tâm tươi cười nhìn tề mặc, trên người cô vẫn mặc bộ đồ cái bang tua rua rách nát. Lúc mới thấy ly tâm khi cô từ trên máy bay xuống, ánh mắt tề mặc hơi nhíu lại, Ly Tâm lập tức phát hiện cô còn chưa kịp thay quần áo tử tế. Lúc đó, Ly Tâm toát mồ hôi lạnh, vì đây đúng là sơ suất nghiêm trọng. Tưởng rằng sự xuất hiện của mấy người cảnh sát khiến Tề Mặc quên mất vụ này. Bây giờ thấy Tề Mặc nhìn mình bằng ánh mắt không tán đồng, Ly Tâm chỉ còn cách cười lấy lòng Tề Mặc. Tề Mặc đánh giá Ly Tâm một hồi, đột nhiên nắm lấy bàn tay Ly Tâm rồi xoa nhẹ lên vết bầm tím trong lòng bàn tay cô, đây là bản lĩnh của cô ly tâm giật bắn mình bởi câu hỏi của tề mặc bắt gặp tia nộ khí trong ánh mắt hắn ly tâm cất giọng đầy ấm ức ý anh là gì tôi đã giúp anh một việc lớn không thường cho tôi thì thôi anh còn tức giận gì chứ nghe vậy lập hộ đứng sau tề mặc liền trừng mặt nhìn ly tâm hoàng ưng đứng trách đối diện ly tâm lắc đầu mở miệng nói câu gì đó không thành tiếng với ly tâm chứng kiến cảnh lập hộ và hoàng ưng chỉ biết có tề mặc còn không coi ai gì đối xử với ly tâm như vậy Treo En liền bật cười ha ha. Sau khi nhìn khẩu hình của Hoàng ưng, chán ly tâm dịn đầy mồ hôi. Thần sắc tề mặc càng lạnh lùng hơn, hắn siết chặt tay ly tâm dơ lên cao hơn một chút. Ly tâm trong chốc lát làm ra vẻ rất đáng thương. Cô giơ tay đến trước mặt tề mặc, bà già đó hành động nhanh quá. Lão đại, tôi vì anh mới bị thương đấy nhé. Nếu Hoàng ưng không nhắc nhở, ly tâm thật sự không biết tề mặc muốn hỏi đến vết thương của cô tên tề mặc này quan tâm đến cô ly tâm cảm thấy vàng từ trên trời rơi xuống còn thực tế hơn mặc dù hiện thực đang bày ra trước mắt cô tề mặc vẫn không có bất cứ biểu cảm nào trước bộ dạng đáng thương của ly tâm đáy mắt hắn lóe lên tia lạnh lẽo hắn đột ngột vặn mạnh cổ tay ly tâm khiến cô đau đến mức kêu thét lên một bà già mà cô cũng không có bản lĩnh đối phó còn để bị thương cô giỏi thật đấy tề mặc trước đó vốn tiềm ẩn sự không hài lòng với ly tâm bị cô đụng chạm đến, hắn liền bộc phát cơn giận dữ, càng dùng sức bóp chặt tay ly tâm. Ly tâm vốn nghĩ tề mặc không thèm quan tâm đến vết thương của cô nên cô rất kinh ngạc khi được Hoàng ương nhắc nhở. Trước bộ dạng giận dữ của tề mặc, ly tâm ngược lại không cảm thấy ngạc nhiên. Nếu tề mặc dịu dàng an ủi hoặc ôm cô vỗ về, chắc chắn ly tâm sẽ tưởng trời đất đảo lộn. Nhìn vẻ mặt tề mặc lúc này, ly tâm thở phào nhẹ nhõm. May mà tề mặc vẫn là tề mặc, không đến nỗi gây sóc cho cô tại tôi không để ý không biết bà ta sẽ dẫm lên ly tâm đột nhiên cảm thấy khả năng chịu đau của cô tăng lên nhiều bị tề mặc vặn tay như vậy mặc dù vẫn bút nhưng không còn đau đớn như trước nghe câu này sắc mặt tề mặc càng tệ hơn hắn chậm rãi nhà từng chữ một không chú ý cô dám nói câu không chú ý với tôi tai cô mắt cô để làm gì hả tôi tôi đối diện với vẻ mặt đáng sợ của tề mặc ly tâm lắp bắp mãi cũng không thể nói thành câu trước khi hiểu rõ ý của tề mặc, cô nghĩ mình nên giữ im lặng thì hơn. Nhìn bộ dạng ngoan ức của ly tâm, tề mặc càng cảm thấy lửa bốc trên đầu. Hắn vung tay ném mạnh ly tâm sang một bên, cất giọng giận dữ, hãy nhốt cô ta vào hắc lao. Cả người ly tâm bị quăng về phía lập hộ, lập hộ liền dơ chân chặn đằng sau lưng ly tâm, giúp cô khỏi bị ngã xuống đất. Thấy tề mặc chỉ mỗi chuyện còn con đã ra lệnh đưa cô đến trại tập trung của Cheo En, Ly Tâm lập tức hét lớn với tề mặc bất chấp cơn giận dữ của hắn, tôi không đi, tôi không muốn bị mất mạng. Mất mạng, cô còn biết là mất mạng, cô không chú ý, thì không phải đi hắc lao mà mất mạng từ lâu rồi. Đưa cô ta ra ngoài, ngày mai giải đi cho tôi. Có chết cũng không thể làm mất mặt tôi, tề mặc tỏ ra tức giận thật sự, không cho Ly Tâm một cơ hội giải bày. Ly Tâm đổi sắc mặt đỉnh sông lên tranh cãi với tề mặc. Lập hộ đứng đằng sau giữ chặt lưng áo ly tâm rồi kéo cô sành sạch ra ngoài mặc cho cô phản kháng. Treo en bất giác mỉm cười. Hóa ra nguyên nhân khiến ly tâm muốn đi xem hắc lao là do tề mặc từng uy hiếp cô. Cô còn nói lăn lộn trong nghề nhiều năm có chút danh tiếng, thế mà cô chẳng học được cách trông mặt đoán lời gì cả. Vào lúc này rồi cô vẫn muốn tranh cãi với lão đại. Lập hộ nhanh chóng kéo ly tâm ra ngoài cửa. Đến nơi không có người, anh ta thả ly tâm và nhìn cô bằng ánh mắt bất lực. Ly Tâm cao mày đáp, tôi có tranh gì đâu, tôi chẳng làm gì sai cả, tại sao anh ta lại bắt tôi đi hắc lao? Nhìn vẻ mặt tức tối của Ly Tâm, Lập Hộ lắc đầu lên tiếng giải thích, cô chẳng hiểu gì cả. Cô không biết trên chốn giang hồ, không chú ý đồng nghĩa với mất mạng hay sao? Hôm nay cô may mắn đi cùng treo en lão đại nên đối phương không dám làm gì cô. Nếu sau này lão đại hoặc người khác không ở bên cô, cô không chú ý sẽ có kết cục như thế nào. Nếu những người gây chuyện với cô hôm nay là kẻ thù của cô, muốn lấy mạng cô, liệu cô có còn cơ hội đứng đây hay không? Nếu gót giày dẫm xuống tay cô đổi lại là dao hay là súng, cô thử nói xem kết quả sẽ như thế nào. Không chú ý, ba từ này tuyệt đối không thể tồn tại trong thế giới của chúng tôi. Lập hộ hắng một tiếng rồi nói tiếp, những người sống trên giang hồ như chúng tôi cần phải thận trọng, luôn cẩn thận. Mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương còn chưa đủ, lúc nào cũng phải tâm niệm phải cần cẩn thận hơn nữa không chú ý nếu chúng tôi không chú không biết chết bao nhiêu lần rồi còn có thể ở đây đắc ý hay sao ly tâm ngây người khi nghe lập hộ nói một hơi dài cô chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ cuộc sống trước đây của cô không cần phải thận trọng nhịn bộ dạng thẫn thờ của ly tâm lập hộ bất giác thở dài hôm nay lão đại tức giận lên tiếng dạy bảo cô cũng chỉ muốn tốt cho cô mà thôi nếu đổi lại là người khác liệu lão đại có nổi cơn lôi đình hay không. Tôi còn tưởng cô là người thông minh, không ngờ cô lại hồ đồ như vậy. Nghe những lời của lập hộ, ly tâm nghiến răng không lên tiếng. Lập hộ lắc đầu, con người của lão đại không quan tâm đến người khác, cũng không biết thể hiện thái độ quan tâm. Nhưng lão đại tuyệt đối không tệ bạc với người của lão đại. Tôi tưởng cô đi theo lão đại một thời gian, ít nhất cũng biết tính lão đại chứ. Ly tâm bóp chán nói khẽ, dù tôi có làm sai, Lão đại cũng không thể bắt tôi đi Hắc Lao. Làm vậy khác nào muốn lấy mạng tôi. Lập Hộ mỉm cười, cô có bản lĩnh vượt qua trốn Hắc Lao hay không? Trong lòng lão đại biết rõ hơn ai hết. Lần này lão đại chỉ là cảnh cáo cô mà thôi, lão đại muốn cô sau này chú ý hơn, làm gì cũng không được chủ quan. Lập Hộ nói tiếp, có điều bắt cô đi Hắc Lao không phải muốn lấy mạng cô. Hắc Lao là nơi rèn luyện con người, nếu cô có thể rời khỏi nơi đó bình an, ba từ không chú ý cả đời này sẽ không còn liên quan gì đến cô. Dù sau này cô có gây chuyện với người không nên gây chuyện, hay có kẻ nào đó muốn tính sổ với cô, thì phải xem hắn có năng lực tiêu diệt cô hay không. Đi hắc lao chỉ tốt cho cô mà thôi. Dù lão đại và chúng tôi có ở bên cạnh bảo vệ cô, cũng không thể bằng cô rèn luyện bản lĩnh tự bảo vệ mình. Lý Tâm nghe xong liền chớp chớp mắt, nhìn về phía tề mặc lúc này đang cau mày nói chuyện với Cheo Cô quay đầu mỉm cười, bảo vệ hình như kể từ lúc gặp lão đại, toàn là tôi cứu anh ta thoát chết. Lập hộ liền gật đầu, biết rồi, cô là phúc tinh của lão đại và chúng tôi được chưa? Để tôi kêu người đưa cô đi nghỉ ngơi. Lý tâm biết không có mệnh lệnh của tề mặc, lập hộ tuyệt đối không dám làm theo ý mình. Cô lập tức mở miệng, tôi còn chưa ăn cơm nữa. Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối chưa có gì vào bụng. Lập hộ nhăn mặt, ý cô là treo en lão đại không cho cô ăn cơm đúng không? Thấy vẻ mặt dạng rỡ của ly tâm, anh ta liền vẫy tay gọi người đến, cơm nước đã chuẩn bị cho cô từ lâu. Cô đúng là người đàn bà chỉ biết đến ăn, không hiểu lão đại thấy cô đặc biệt ở điểm nào. Ly tâm cười híp mắt với tề mặc ở trong phòng khách. Sự việc ngày hôm nay coi như xong, cô thấy tề mặc và lập hộ nói đúng là cô quá bất cẩn. Vận may rồi cũng có ngày dùng hết, sau này cô cần phải dựa vào bản lĩnh của mình và hành sự cẩn thận hơn mới được. Chương 55, Đồng Minh Hoành Tráng y. Ăn một bữa ngon lành, mọi sự mệt mỏi đều tan biến, cả người Ly Tâm vô cùng tỉnh táo. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài có nhiều người và xe lặng lẽ đi lại trong bóng đêm. Phía xa xa có hai chiếc máy bay trực thăng từ trên không trung hạ cánh xuống giữa sân. Sau khi có dịp ngồi trên chiếc máy bay quân dụng của Chewen, Ly Tâm không còn cảm thấy kinh ngạc khi hai chiếc máy bay trực thăng lọt vào tầm mắt những người có tiền mua máy bay trực thăng cũng không có gì là lạ. Còn đối với tề mặc và treo en, đó chỉ là món đồ chơi nhỏ. Đưa mắt về mấy chiếc xe cảnh sát ở đằng xa, ly tâm bất giác lắc đầu. Do trước đây cô làm nghề không minh bạch nên cảnh sát đối với cô là sự tồn tại tương đối nhạy cảm, ly tâm không thể có cảm tình với họ. Mấy chiếc xe cảnh sát lần lượt lăn bánh, ly tâm biết bọn họ không tìm ra thứ gì khả nghi. Nếu chuyện còn con này tề mặc cũng không đối phó nổi, hắn không thể nào ngồi ở vị trí lão đại lâu như vậy. Ly Tâm vô tình nhìn về phía máy bay trực thăng, phát hiện có hai người đàn ông từ trên máy bay bước xuống một cách vội vã. Mặc dù Ly Tâm cách đó khá xa nhưng do cô ở vị trí trên cao lại có ánh đèn chiếu sáng nên Ly Tâm có thể nhìn rõ. Hai người đàn ông vừa xuống máy bay, một người mặc thường phục còn một người mặc quân phục. Hai người đàn ông đi theo Hồng ưng vào phòng khách, Ly Tâm đột nhiên cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng ăn, chạy về phía phòng khách, nơi có tề mặc và treo en. Tề lão đại, treo en lão đại, hai người có ý gì vậy? Ly tâm nấp bên ngoài cửa phòng, vừa ngồi xổm xuống liền nghe thấy một tiếng nói phẫn nộ vọng ra. Ra đi, giọng nói vô cùng lạnh lùng và nghiêm khắc của tề mặc đột nhiên truyền đến tai ly tâm. Ly tâm sờ lên chóp mũi, ngẩng đầu liền nhìn thấy Hoàng ưng không biết đứng ở cửa từ bao giờ. Ly tâm bất giác nhíu mày, cô ở ngoài nghe trộm, Tề Mặc biết là cô nên cho cô vào sao? Hoàng Ưng trừng mắt nhìn Ly Tâm rồi đứng tránh sang một bên để Ly Tâm đi vào trong. Ly Tâm nhún vai, cô vốn không phải là người có tính tò mò. Hiếm khi cô có hứng thú nghe trộm người khác nói chuyện, ai ngờ bị bắt ngay tại trận. Xem ra mấy hành động lén lút không thích hợp với cô. Ly Tâm chỉnh đốn lại quần áo, theo Hoàng Ưng đi vào trong. Thấy Ly Tâm đi vào, Tề Mặc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cô dám đi nghe trộm, đúng là làm mất mặt hắn. Ly Tâm bắt gặp ánh mắt hung dữ nhưng không xuất hiện tia sát khí của tề mặc, cô liền mỉm cười với hắn rồi ngoan ngoãn đứng ra sau lưng tề mặc. Hai người đàn ông ngồi đối diện tề mặc và treo en tuổi tác không lớn không nhỏ, tầm 40 đến 50 tuổi. Người đàn ông mặc quân phục ngồi gần chỗ Ly Tâm nên cô có thể nhìn rõ. Ly Tâm không khỏi cảm thấy kinh ngạc, người này là tướng quân mang quân hàm thượng tướng. Còn người mặc thường phục ngồi bên cạnh, phía dưới lộ ra đuôi áo. Ly Tâm giật mình khi phát hiện đuôi áo đó cũng là quân phục. Tuy nhiên, cô không nhìn ra quân hàm của người đó. Người đàn ông này và viên thượng tướng kia ngồi ngang hàng nên Ly Tâm đoán, cấp bậc của ông ta chắc chắn không phải là nhỏ. Ngẫm đi nghĩ lại, Ly Tâm hiểu ra tại sao cô đột nhiên này sinh lòng hiếu kỳ. Hai vị tướng quân của đất nước này đi máy bay trực thăng đến dinh thự của tề mặc, Ly Tâm không muốn tò mò cũng không được. Xem ra, thế lực của tề mặc và treo en lớn đến mức ngoài sức tưởng tượng của cô. Người của tôi, tề mặc lãnh đạm thốt ba từ đơn giản giải thích với hai người đàn ông đối diện. Sau khi nghe câu nói của tề mặc, ánh mắt của hai người đàn ông đối diện mất đi vẻ cảnh giác. Ly tâm hiểu ý của tề mặc khi giới thiệu cô với đối phương. Đối phương có chức vị không thấp, tề mặc lại trực tiếp giới thiệu cô, để họ làm quen với cô. Nghĩ đến đây, ly tâm bất xác nhăn mặt, sau này, việc thoát khỏi tề mặc sẽ ngày càng khó khăn hơn. Nếu toàn thế giới đều biết cô là người của hắn, thì cô còn biết trốn đi đâu. Người đàn ông mặc quân phục đảo mắt qua ly tâm rồi quay sang tề mặc nói giọng phẫn nộ tề lão đại. Hôm nay anh có ý gì? Hai chiếc máy bay quân dụng tự nhiên bay đến đây. Rốt cuộc các anh định làm gì? Tề mặc bình thản trả lời người đàn ông mặc quân phục, tôi vội quá, không có ý gì khác. Người đàn ông mặc thường phục nghe tề mặc nói vậy thở phào nhẹ nhõm, tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, làm tôi phải bay thẳng từ nước ngoài về đây. Người mặc quân phục liền gật đầu, không có ý gì khác là được rồi. Các anh bay qua đây một cách lộ liễu như vậy, tôi nhận được tin báo không thể không xử lý. Hai vị lão đại, sau này nếu hai vị đến Australia xin hãy thông báo trước. Các anh đột nhiên nhập cảnh, khiến hạ cấp của tôi chờ tay không kịp, còn tưởng là kẻ địch xâm nhập. Bây giờ, cả cục an ninh quốc gia của chúng tôi ở trong tình trạng náo loạn như chuẩn bị chiến tranh đến nơi. Treo en liền cười lớn, ai bảo các ngài đều là những người vô cùng bận rộn, muốn liên hệ với các ngài không biết phải qua bao nhiêu kênh. Mượn tuyến hàng không quân dụng của các ngài là phương thức thông báo cho các ngài nhanh nhất. Gương mặt người đàn ông mặc thường phục hoàn toàn nhẹ nhõm, ông ta tựa người vào thành ghế sofa. Ly tâm thầm nghĩ, hóa ra máy bay của Cheo En đến đây bằng đường hàng không quân dụng, thảo nào trên đường đi không gặp trở ngại, chỉ bị cảnh sát đuổi đến cửa. Những mối quan hệ ngầm quả là phức tạp. Nhưng thưa ngài cục trưởng, cấp dưới của ngài hành động nhanh quá đi. Cả hai lần đều xông tới đây gây khó dễ cho chúng tôi. Hồng Ưng đứng sau tề mặc, nhìn người đàn ông khoác quân phục bằng ánh mắt bình thản. "Vị cục trưởng phẩy tay, tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý vụ này, các anh đừng lo." Hồng Ưng mỉm cười, "Chúng tôi không lo, có hai vị, bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết." Người đàn ông mặc thường phục nghe vậy cười ha hả hồng ưng nói không sai việc còn con này chẳng đáng gì các anh đừng bận tâm nhưng cấp dưới của tôi hành động nhanh chứng tỏ năng lực không tồi mong hai vị lão đại đừng gây khó dễ cho bọn họ hồng ưng cười lớn nếu chúng tôi gây khó dễ cho bọn họ liệu họ có thể an toàn trở về bọn họ có hành động nhanh có năng lực hay không đều không nằm trong phạm sáu quan tâm của chúng tôi chỉ vì nề mặt hai vị nên chúng tôi mới không động đến họ có điều ngài cục trường tốt nhất nên quản thúc bọn họ hai ngày tới chúng tôi còn có chút việc cần làm hy vọng bọn họ sẽ không đến gây phiền nhiễu đừng để đến lúc đó người vô tội bị liên lụy cục trưởng cục an ninh nghe hồng ưng nói vậy liền mình cười gật đầu được được thôi điều này tuyệt đối không thành vấn đề vừa rồi chúng tôi đã phê bình họ nghiêm khắc sau này chắc chắn họ sẽ không tới đây làm phiền các vị nếu họ còn không nghe lời tôi và tự ý hành động các vị không cần nề mặt tôi muốn xử lý thế nào cũng được hồng ưng gật đầu có câu này của ngài cục trưởng là được rồi người đàn ông mặc thường phục bị cục trưởng cục an ninh cướp lời liền hắng giọng rồi quay sang tề mặc vậy hai vị đến đây vì việc gì mà vội vàng như vậy có cần chúng tôi giúp gì không dù sao đây cũng là đất nước của chúng tôi treo wen gật đầu tôi cũng vừa có ý đó người mặc thường phục lên tiếng chỉ cần trong khả năng của chúng tôi các anh cứ đề xuất Cục trưởng cục an ninh cũng gật đầu. Tề mặc lạnh lùng nhìn hai người đàn ông đối diện. Hắn đan mười ngón tay đặt trên đùi, cất giọng từ tốn. Tôi muốn biết các ngài có mua vũ khí trong khoảng thời gian này hay không? Cục trưởng cục an ninh lập tức đứng dậy, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đất nước chúng tôi từ trước đến nay luôn mua vũ khí từ hai vị. Tề lão đại nói vậy là có ý gì? Tề mặc phất tay, không có ý gì cả. Tôi có một lô hàng bị đánh cháo, nghe nói lô hàng này được bán sang australia tề mặc vừa dứt lời hai người đàn ông quay sang nhìn nhau ánh mắt họ lộ vẻ thâm trầm ngờ vực cục trưởng cục an ninh ngồi xuống ghế lên tiếng hỏi người đàn ông mặc thường phục bộ trưởng thời gian gần đây có tin tức gì của đối thủ không chúng bắt đầu hành động rồi à người đàn ông mặc thường phục được gọi là bộ trưởng nhíu mày đáp không thấy có tin chúng có hành động bất thường nhưng nếu địa điểm hàng đến là australia chắc chắn người mua ở bên này. Đúng là chỉ bọn chúng mới có thực lực và giá tâm mua lô hàng đó. Chúng giỏi thật đấy, dám qua mặt chúng ta. Nếu hôm nay tề lão đại và treo en lão đại không truy đuổi đến đây, chúng tôi còn chẳng biết gì. Thấy thần sắc của hai vị quan chức quân đội có vẻ nghiêm trọng, tề mặc cất giọng lạnh lẽo, tôi không có hứng thú với việc nội chính của các ngài. Tôi chỉ muốn biết đối phương là ai, nơi nào là nơi có khả năng đón hàng nhất, còn nữa, hãy mở con đường đặc thù của các anh cho chúng tôi, tôi cần dùng một số thứ. Ông bộ trưởng và cục trưởng liếc nhìn nhau mà không lên tiếng. Treo en thấy vậy mỉm cười, chỉ là một con đường đặc biệt thôi mà. Các ngài phải biết lô hàng này có trị giá hơn 40 tỷ đô la, toàn là vũ khí loại hình mới. Nếu rơi vào tay đối thủ của các ngài, tôi tin mảnh đất yên bình như Australia rồi cũng sẽ thay đổi hoàn toàn. Hơn 40 tỷ, mẹ kiếp, nhiều như vậy sao? cục trưởng cục an ninh vừa la lớn vừa vung nắm đấm về phía trước. Ông bộ trưởng nhìn tề mặc và treo en, gật đầu nói không thành vấn đề. Các anh cần mở con đường đặc biệt nào thì cứ đề xuất. Các anh không mang quân bị tới, chúng tôi có thể chuẩn bị cho các anh. Về vấn đề vừa đề cập, chúng tôi sẽ điều tra cẩn thận rồi cho các anh câu trả lời chắc chắn. Bộ trưởng nói xong, Cục trưởng Cục An ninh lập tức tiếp lời, chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa cho các anh. Có điều, nhân cuộc truy đuổi lô hàng lần này, mong hai vị lão đại tiêu diệt gọn đối phương. Tề mặc nói lãnh đảm, nếu đối phương chỉ là người mua vũ khí, chúng tôi sẽ không đắc tội họ. Dù là người khác hay bản thân tôi, tôi chỉ là nhà buôn vũ khí, chỉ biết chuyện buôn bán, tuyệt đối không can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước các ngài. Chuyện nội chính của các ngài, các ngài hãy tự giải quyết. Cục trưởng Cục An ninh cao mày, ông bộ trưởng ngồi bên cạnh liền đặt tay lên vai cục trưởng, Nói với Tề Mặc, chúng tôi hiểu. Việc nội bộ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự xử lý. Đúng rồi, Tề lão đại, cuối năm chúng tôi định mua một lô hàng của anh. Anh cũng biết thế giới này phát triển rất nhanh, có một số thứ không theo kịp thời đại thì không được đâu. Tề lão đại thấy thế nào? Tề Mặc gật đầu, không thành vấn đề, tôi có thể giảm giá 20% cho các ngài. Còn những việc khác các ngài tự xem xét, tôi sẽ không hỏi nhiều hai vị quan chức nghe xong lộ vẻ vui mừng rõ rệt. Tề mặc nói sẽ giảm 20% cho bọn họ, coi như đáp lại việc họ giúp đỡ lần này. Còn về khoản tiền tranh lệch không phải là nhỏ, họ muốn nuốt hết hay làm gì, hắn sẽ không can thiệp. Nghe qua cũng có thể thấy, hai vị quan chức được hưởng lợi lớn từ vụ mua bán. Chúng tôi sẽ nhanh chóng báo tin cho các anh, ông bộ trưởng và cục trưởng liền đứng dậy, cười nói vui vẻ. Tề mặc gật đầu thay câu trả lời. Cheo En mỉm cười chào tạm biệt, hai vị đi nhé. Hai vị quan chức cao cấp nhanh chóng đi ra cửa và khuất dạng trong chốc lát. Lợi hại thật, các anh rốt cuộc định làm gì? Đối phương không phải kẻ tầm thường. Lý Tâm bước lại gần tề mặc và Cheo En, gương mặt cô vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc. Con đường đặc biệt là thứ gì? Qua lời nói mang đầy hàm nghĩa của hai người đàn ông được gọi là bộ trưởng và cục trưởng đó, con đường đặc biệt này không phải là chuyện nhỏ. Lại còn quân bị nữa chứ, Tề mặc không đưa quân bị sang bên này, họ tự nguyện cung cấp cho hắn. Không hiểu tề mặc và treo en định làm gì, chỉ là việc tìm lại một lô vũ khí, có cần thiết phải chuẩn bị như sắp đi tiêu diệt cả một đất nước thế kia không? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc và ngờ vực của ly tâm, treo en bất giác tựa người vào thành ghế sofa, môi nhấp một ngụm rượu vang, truy đuổi vũ khí, lẽ nào cô không biết sao? Ly tâm lườm Cheo en, khiến anh ta bật cười ha hả, đối phương quả thực không phải nhân vật tầm thường một người là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, một người là Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia. Trong khi đó, kẻ có khả năng mua lô vũ khí trị giá 40 tỷ đô la cũng tuyệt đối không phải thế lực nhỏ. Thời gian đối với chúng tôi vô cùng cấp bách, không thể bố trí lực lượng trong một khoảng thời gian ngắn. Vì vậy, chúng tôi cần mượn thế lực của bọn họ. Nếu biết tề đem cả một chiến hạm từ châu Âu sang bên này, e rằng không chỉ có đất nước này mà cả thế giới kinh động ấy chứ. Lý Tâm nghe Cheo N nói chuyện thản nhiên, còn tề mặc và hùng ưng vẫn vô cảm như thường lệ, cô bất giác than thầm. Không thể tưởng tượng nổi thế lực của tề mặc lớn đến mức nào. Quan hệ với loại người như hắn, ly tâm thấy mình gần phát điên. Tề mặc đưa mắt nhìn ly tâm, thấy gương mặt để lộ cảm xúc phức tạp, hắn cất giọng lạnh lùng, thu dọn đồ. Ngày mai người của treo en sẽ đưa cô đi hắc lao. Ly tâm toát mồ hôi lạnh khi nghe giọng nói đều đều không cao không thấp của tề mặc. Cô quay sang đối mặt hắn, không chú ý là lỗi của tôi phạt tôi đi hát lao thì hơi quá dù sao tôi cũng có công lấy được con chip tề lão đại anh sẽ thưởng gì cho tôi theo tôi được biết tề lão đại là người thường phạt công minh gương mặt tề mặc càng băng giá hơn treo hen và hồng ưng ở bên cạnh đều tập trung bốn con mắt về phía tề mặc và ly tâm với vẻ vô cùng hứng thú tề mặc cao mày hỏi ly tâm cô muốn thưởng gì ly tâm tiến lên một bước càng sát gần tề mặc tôi không đi hát lao đây phần thường tôi muốn. Nghe Ly Tâm nói vậy, tề mặc từ từ tựa ra ghế sau, chậm rãi nhà từng từ một, cô to gan thật. Tôi chưa từng nói tôi gan nhỏ bao giờ, Ly Tâm tỏ ra không nhượng bộ, mặc dù lập hộ nói tề mặc chỉ có ý dạy bảo cô nhưng con người hắn vô cùng đáng sợ, hắn sẽ ném cô đi hát lao thật sự cũng không biết chừng. Một khi vào trốn hát lao, dù Ly Tâm không mất mạng nhưng chắc chắn cũng sẽ chảy ra chóc vẩy. Không còn cách nào khác, cô phải mạnh dạn tranh thủ giành lấy lợi ích của mình. Thấy ly tâm trừng trừng với mình, ánh mắt không hề lộ một tia sợ hãi, tề mặc cất giọng lạnh lùng, hôm nay tôi sẽ bỏ qua, không thường cũng không phạt cô. Nhưng nếu cô còn để tôi một lần nữa nghe ba từ đó, cô cũng không cần đi hắc lao báo danh, tôi sẽ trực tiếp cho cô thấy, cô không chú ý sẽ phải lãnh hậu quả như thế nào. Ly tâm nghe xong thở phào nhẹ nhõm, miệng nở nụ cười rạng rỡ Treo en cười vui vẻ, đây là lần đầu tiên tôi thấy tề bỏ qua cho người khác cô gái nhỏ hãy cố lên tôi thật sự muốn biết sau này tề còn thay đổi như thế nào tề bắt đầu biết quan tâm đến người khác đúng là chuyện hiếm có phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn